Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Báo Nói xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện lạ có thật ở Việt Nam. Câu chuyện về cô bé 11 tuổi ở tỉnh An Giang nhớ chuyện từ ba kiếp trước. Khi loạt bài về cô bé Thùy Trang có khả năng sáng tác hàng trăm bài thơ thiền từ năm 4 tuổi khép lại, tòa sản tiếp tục nhận được thông tin về bé Nguyễn Thị Như Ý, 11 tuổi ở tỉnh An Giang. Cũng như Thùy Trang, Như Ý từ nhỏ đã nổi tiếng là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu bởi khả năng thuyết giảng trước đám đông và am hiểu Phật Pháp thượng thừa. Xoay quanh cuộc đời nhà thuyết giảng Đạo Pháp Nhí, phóng viên trở lại mảnh đất An Giang và phát hiện nhiều điều hết sức ly kỳ. Ngay từ khi sinh ra, Như Ý đã có những biểu hiện khác thường. Hơn 3 tuổi, dù chưa nói tròn tiếng, bé tiếp tục thể hiện khả năng am hiểu sâu sắc Phật đạo nói chung và tư tưởng Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, khiến giới đồng đạo phải sửng sốt. Đặc biệt, Như Ý có thể tự tin đứng trước đám đông, thuyết giảng thông suốt hàng giờ đồng hồ về một chủ đề nào đó mà không bối rối lập từ. Người ta bảo bé có nhân duyên tiền kiếp đối với đạo Phật. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà bé Nguyễn Thị Như Ý ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngôi nhà nhỏ này nhiều năm nay được giới đồng đạo khắp nơi biết đến với hiện tượng thần đồng thuyết pháp. Anh Nguyễn Thành Hạnh, 35 tuổi, là cha ruột của bé Như Ý cho biết, hiện bé đang học bài ở gác trên. Ngoài việc học xuất sắc ở trường, đọc sách và nghiên cứu đạo Pháp tại nhà là niềm đam mê của Như Ý. Anh Hạnh cho biết, Như Ý có khả năng kỳ lạ, âm hiểu và có thể thuyết giảng trước đám đông hàng giờ đồng hồ theo chủ đề Phật giáo, khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Ở Vĩnh Lợi, người dân biết đến Như Ý không chỉ là thần đồng mà còn rất mến mộ và tôn kính. Họ cho rằng bé có nhân duyên từ tiền kiếp và được Đức Phật đầu thai, mới sớm bộc lộ những khả năng khôn trước tuổi. Biết chúng tôi là nhà báo về tìm hiểu cuộc đời của Như Ý, người thân của bé niềm nở đón tiếp. Từ trong nhà bước ra, bé Như Ý lễ phép chào hỏi khách. Đứng trước chúng tôi, cô bé xinh xắn, vầng trán cao, đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp, xúc tích, lại lập tức gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn con gái, anh Hạnh cười rạng rỡ, không che giấu được niềm tự hào khi nhớ lại ước nguyện sinh con đã thành hiện thực. Tôi vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống đạo Phật Hòa Hảo. Hồi chưa lấy vợ, trong những ngày lễ, tôi vẫn thường tham gia những buổi thuyết giảng của các đạo sĩ, giảng sư tại những trung tâm Phật giáo hoặc ở các chùa. Nghe nhiều thấy mê, rồi mình sinh lòng cảm mến lúc nào không hay. Từ đó, mỗi ngày niệm Phật, tôi cứ đinh ninh và ước mơ sau này sinh con sẽ trở thành người thuyết giảng Phật Pháp cho chư tăng huynh đệ để đạo hạnh được tăng thêm nhiều phần. Nay thì mong ước của tôi đã trở thành hiện thực thông qua cô con gái bé nhỏ của mình. Ngược dòng ký ức, anh Hạnh kể thời điểm hay tin vợ mang thai, anh càng hăng say tu đạo. Ngày qua ngày, cầu mong vợ sinh con như ý muốn. Khi vợ hạ sinh lại là một bé gái, anh thoáng buồn bởi suy nghĩ từ trước đến nay trong giới đạo Pháp rất ít thấy có vị tu nữ sĩ nào tham gia thuyết pháp. Như thế, ước nguyện của anh khó mà có cơ hội trở thành hiện thực. Tuy nhiên, trái ngược với nỗi lo ngại của anh Hạnh, đứa con gái của anh ngay từ lúc lọt lòng đã bụ bẩm, khôi ngô đến lạ kỳ, nước da trắng nõn, cặp mắt tròn long lanh, đôi má lúm đồng tiền, miệng chúm chím rất duyên, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Ngắm nhìn con trong giây phút chào đời, bao nỗi chạnh buồn như tan biến. Bồng con trên tay, anh Hạnh quyết định đặt tên con là Như Ý, với niềm mong mỏi con mình sau này lớn lên làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công. Đúng như những gì vợ chồng anh Hạnh ăn chay niệm Phật cầu mong, bé Như Ý mỗi ngày một khôn lớn khỏe mạnh, đồng thời mang lại cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chị Nguyễn Thị Cam, 33 tuổi, là mẹ ruột của bé Như Ý kể,
khi được hơn 3 tuổi, Như Ý đã nói chuyện như một người trưởng thành, giống hệt một tu sĩ tinh thông đạo Pháp. Trong một lần nói chuyện với mẹ mình, Như Ý có nói rằng, con chỉ mượn mẹ để đầu thai xuống kiếp này tu thêm mà thôi. Kiếp trước của con là một người sinh ra có cha mẹ giàu sang. Xong, con chỉ muốn đi tu mà không được song thân chấp nhận. Con buồn tuổi lắm, không dễ như cha mẹ bây giờ. Kiếp thứ hai, con được làm một nữ tu sĩ, sống được 50 tuổi, nhưng vì tu chưa đắc đạo, nên kiếp này con về lại nhân gian để tu tiếp. Mong rằng sẽ truyền bá sâu rộng chốn nhân gian hơn nữa, con người hòa hợp, không tranh giành, đặt lợi mà giúp đỡ lẫn nhau. Cũng theo chị Cam, một lần khác, Như Ý không nghe lời khuyên răn của cha mẹ nên chị mắng. Không ngờ bé cười rồi cất lời. Con là một người khác chứ không phải là con của mẹ đâu ạ. Kiếp này con chỉ mượn cha mẹ để lên đây tu thành thêm kiếp đạo gian dở của con mà thôi. Nghe đứa con chưa tròn tiếng nói giọng ông cụ non, vợ chồng chị như lạc tai. Khi hỏi lại thì bé vẫn nói lại y như vậy. Vừa mừng vừa lo, mừng vì con khôn trước tuổi, lo vì bé nói những điều vô cùng khác thường so với những đứa bé 3 tuổi bình thường. Không chỉ thế, liên tiếp trong thời gian sau đó, Như Ý còn mang những câu chuyện hết sức kỳ lạ, nói về tiền kiếp của mình, kể cho cha mẹ và mọi người nghe. Thấy nó hợp với đạo nên tôi không cho bé nói nữa, mà tìm cách giải thích cặn kẽ để bé hiểu. Những điều này hoàn toàn có thật, nhưng do sợ người ta đàm tiếu rằng cha mẹ tôn sùng con cái để tuyên truyền mê tín dị đoan, nên vợ chồng tôi không kể lại cho một ai. Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu, thì từ cha mẹ bé Như Ý cũng như giới Phật tử đồng đạo, thì càng thêm tuổi, Như Ý càng trưởng thành nhanh một cách kinh ngạc. Sự am hiểu Phật giáo của bé cũng theo đà đó trở nên uyên thâm đến mức khiến nhiều người tu trong đạo không khỏi bất ngờ. Mỗi lần theo cha mẹ đi nghe thuyết giảng về, bé có thể kể lại răm rắp, không sót một từ. Đồng thời có thể tự triển khai mở rộng, giảng thêm những nội dung và ý nghĩa sâu xa. Khi vợ chồng anh chị ra một đề tài trong đạo Pháp, thì bé tự đứng lên dõng dạc, thuyết giảng, thấu tình đạt lý, có thể sánh ngang những vị giảng sư lâu năm. Bên cạnh đó, điều làm vợ chồng anh Hạnh ngạc nhiên là lúc 5 tuổi, bé đã đứng trước hàng trăm tu sĩ thuyết giảng hàng giờ đồng hồ, khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe con gái mình thuyết pháp trước đông đảo chư tăng đồng đạo. Ban đầu tôi thấy rất lo lắng, nhưng sau khi nghe cháu cất lên những lời giảng đầu tiên, nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhiều chư tăng đồng đạo bên dưới, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Sau khi bài thuyết pháp kết thúc, mọi người đứng lên khen hay, ai cũng cảm thấy hài lòng và khâm phục trước một giọng thuyết chưa tròn âm nhưng quá đỗi uyên thâm. Chính lúc đó tôi đã rớt nước mắt vì hạnh phúc. Vậy là coi như ước mơ của mình đã được con gái biến thành hiện thực một cách như ý, như chính cái tên chúng tôi đặt cho cháu. Anh Hạnh cho biết thêm, với độ am hiểu đạo giáo tinh thông, thuyết giảng thu phục lòng người, Như Ý nhanh chóng được đông đảo Phật tử biết đến. Nhiều ngôi chùa trong giáo hội đã mời Như Ý về thuyết giảng, nói chuyện. Cho đến nay, bé đã đăng đàn hàng trăm buổi nói chuyện, có thể thuyết giảng nhiều chủ đề khác nhau về đạo Phật, khiến cả những nhà nghiên cứu đạo Pháp phải thán phục. Với khả năng đối đáp trôi chảy, có sức truyền cảm mãnh liệt, Như Ý được người đời và các đồng đạo vô cùng mến mộ. Điều đáng nói, dù trọng vọng nhờ khả năng hơn người của mình, Như Ý vẫn luôn khiêm tốn, tự nhận mình chỉ là một người hiểu ít nhiều Phật giáo, chứ không bao giờ nhận là một vị giảng sư như mọi người gán cho. Không những thế, thần đồng Như Ý còn được mọi người thương mến nhờ đức tính hiền lành, lễ phép, say mê học tập văn hóa, nghiên cứu đạo hạnh. Tâm sự với chúng tôi, thần đồng ước mơ, cố gắng học tập để sau này trở thành một người có ích cho xã hội.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!